Mình đi tới cái khái niệm về lớp trong các bạn à, như vậy là hôm bữa khi mà giới thiệu với các bạn về Java đấy, thì thầy có trình bày với các bạn là Java là một cái ngôn ngữ nó mở rộng từ cái ngôn ngữ C++, do đó là cái hướng đối tượng trong Java các bạn nó có đầy đủ các đặc trưng hướng đối tượng của C++. Ngoài ra nó có một cái đặc tính mà C++ không có, đó chính là cái cơ chế metaclass. Đấy, metaclass. Metaclass tức là gì các bạn? À, hôm rồi mình học hướng đối tượng thì các bạn thấy là mỗi lần mình nêu nêu ra một cái object từ một class thì nó trả ra cái gì các bạn? Là một cái object. Được chưa? Hay cái này thì gọi là một cái instance. Đấy, một cái thể hiện. Đấy. Được chưa? Thì đây là cái hôm nay mình hướng đối tượng nè. Còn cái cơ chế metaclass ở đây đó các bạn là cái cơ chế mà mình nêu một instance của một lớp là nó cho ra một lớp khác chứ không phải là một đối tượng. À, có nghĩa là ở bên trong lớp đó các bạn nó được lồng một lớp khác, và khi các bạn nêu ra thì nó thành một cái lớp con bên trong nó chứ không phải là một cái đối tượng bình thường đâu. Đấy, người ta gọi là cơ chế metaclass. Như vậy là để hiện thực cơ chế metaclass này thì mình sẽ có cái cơ chế là lớp trong lồng bên trong một lớp khác. Thì lấy ví dụ mình khai báo một cái lớp A như thế này. Đấy, lớp A như thế này. Và trong cái lớp A này nó có thể nó có một cái lớp con, ví dụ như thầy nói là lớp B. Được chưa? Đấy, lớp B ha. Đấy, như vậy là lớp này nó lồng bên trong lớp. Thì khi mà nó lồng bên trong lớp thì nó có những đặc điểm gì các bạn? Thì có một số thứ các bạn cần phải quan tâm như thế này. Thứ nhất là thầy nói về cái thuộc tính private của thằng này. Private của thằng này. Private in ha, in it đi. Như vậy là các bạn thấy một điều nè, bữa thầy có nói với các bạn đấy. Khi mà một cái thuộc tính mình khai báo là private ấy, là riêng tư đó các bạn, thì bất chấp là con cháu anh em gì đó cũng không được truy cập vào thằng này. Được chưa? Bởi vì nó là riêng tư mà. À, nhưng mà kể từ thời điểm có lớp trong á, thì các bạn phải biết thêm một thứ cho thầy là trong phạm vi của lớp này nó vẫn truy cập vào thằng này bình thường. Được chưa? Đấy, như vậy là nhớ là lớp trong nó được truy cập vào private của cha bình thường nha các bạn. Bởi vì bây giờ giống như nó nằm ở trong ruột rồi, nó biết hết mọi thứ rồi. Do đó nó truy cập riêng tư là cái chuyện tự nhiên rồi. Được chưa? Là nó được truy cập vào riêng tư hết. Đấy là cái điều các bạn chú ý đầu tiên. Như vậy là nhớ là trong lớp trong nó được truy cập vào tất cả các thành viên private của cái lớp cha luôn. Đấy, chứ không phải là giống như kế thừa nha các bạn. Kế thừa mà cái lớp con hồi nãy đấy là nó không được đụng tới private của cha luôn. Được chưa? Còn cái này thì được. Đấy. Rồi mình cái thứ hai mình phải chú ý nữa đó chính là cái thuộc tính tĩnh, à cái static. Hôm bữa mình học static ấy, thì thầy giới thiệu với các bạn là thuộc tính tĩnh và phương thức tĩnh thôi. Như vậy là có bao giờ các bạn đặt cái dấu chấm hỏi là có một cái lớp tĩnh hay không, đấy, có lớp tĩnh hay không, có gắn được cái chữ static vào đây hay không? Đấy, thì nếu như các bạn làm một cái lớp bình thường đó các bạn thì nó sẽ không có cái này đâu, nó không có static đâu. Tuy nhiên nếu mà các bạn dùng lớp trong đó nha các bạn thì nó có khái niệm lớp tĩnh nha. Các bạn được phép gắn từ static ở trước này, tức là cái lớp này là lớp tĩnh. Tại sao cần cái lớp tĩnh? Thì khi mà các bạn khai báo là lớp tĩnh đó các bạn, thì khi mà các bạn tạo ra một đối tượng từ lớp A thì nó sẽ có chung một cái lớp B con ở bên trong. Được chưa? Còn nếu như các bạn không có cái từ này thì mỗi một cái đối tượng A được tạo ra thì nó sẽ có một cái lớp B riêng của nó. Được chưa? Bây giờ giả sử thầy muốn tạo một cái đối tượng từ thằng này, và các bạn nhớ là khi mà biên dịch đó các bạn là cái lớp trong này nè nó ra một cái tập tin chấm class độc lập luôn nha, chứ không không phải là chỉ có lớp A không đâu, nó có một tập tin chấm class riêng nó luôn nha. Và bây giờ ví dụ như không có tĩnh đi, các bạn muốn tạo ra đối tượng của lớp B đúng không, thì các bạn phải làm vậy, các bạn phải tạo ra đối tượng A, được chưa, bằng nêu A trước cái đã, nó ra một cái đối tượng ha, rồi sau đó các bạn mới A chấm B, B bằng nêu của A chấm B, thì lúc đó các bạn mới truy cập vào được cái lớp con của nó. Được chưa? Đấy, các bạn mới tạo đối tượng của lớp con được. Rồi trong trường hợp mà các bạn có khai báo tĩnh, đấy, khai báo tĩnh thì cái này nó dùng chung các bạn, dùng chung cho tất cả các đối tượng, và khi đó các bạn có thể lấy như thế này A chấm B tạo ra luôn, là tạo ra thẳng luôn mà không cần thông qua một cái đối tượng con hết. Đấy. Được chưa? Như vậy là nhớ là lớp tĩnh nó vẫn có khái niệm lớp tĩnh nha các bạn, nhưng mà thường cái lớp đó là nó lồng bên trong của lớp khác, chứ ở lớp ở ngoài cùng là không có tĩnh nha. Rồi, và thường á các bạn là cơ chế lớp trong này nó dùng trong cái truy xuất xử lý sự kiện các bạn, để cho mấy cái lớp con nó dễ dàng truy cập tới private của cha, bởi vì giống như cái lớp con là lớp đủ độ, cái lớp bên trong á nó đủ độ tin cậy rồi, do đó là không cần che giấu private nữa. Đấy. Như vậy là lớp trong có thể truy xuất đến các thuộc tính và phương thức ngoài lớp cha nha, cả private luôn. Được chưa? Rồi thì đây là cái khai báo. Và các bạn chỉ cần chú ý cho thầy hai điểm ở nãy thôi nha. Nó được truy cập vào private và nó có static nha. À, và các bạn nhớ là cái lớp này nó sẽ được build thành tập tin chấm class riêng.
tập tin trong class đi. Hôm bữa mình học Java rồi, mỗi lần mình chạy là nó phải build ra một cái bytecode. Thì với cái khai báo này là nó build ra hai tập tin. Một tập tin thứ nhất là outer class.class, tập tin thứ hai là nó sẽ tên như thế này: outer class rồi đô la ha, rồi inner class chấm class. Đấy, nó sẽ build ra hai cái tập tin bytecode như thế này để nó chạy. Được chưa? Đấy, chú ý cái này, để ý cái này. Và đây là cái cơ chế mà không chỉ có trong Java nha các bạn, nó có trong Python luôn, nó có trong C# luôn và có trong rất nhiều cái ngôn ngữ sau này. Được chưa? Đây thì cơ chế này người ta gọi là cơ chế meta class. Đấy, nếu của một thằng này thì nó có thể là một cái lớp con khác chứ không hẳn là một đối tượng hoàn toàn. Được chưa? Rồi cái loại lớp thứ hai mà thầy muốn trình bày với các bạn đấy là thầy gọi là cái immutable class. Thì cái từ immutable với mutable các bạn sẽ gặp rất nhiều ở các ngôn ngữ lập trình khác, thì các bạn chỉ cần nắm một chỗ thôi, thì qua những cái khác các bạn thấy ý nghĩa của nó tương tự. Thì sau này các bạn học Python này, các bạn học C# vậy đó, gặp cái từ immutable hay là mutable thì nó cũng ý nghĩa giống giống như thế này. Thì hôm bữa khi mà thầy giới thiệu với các bạn cái kiểu dữ liệu chuỗi đó, cái thư viện gốc chuỗi ấy, thì thầy có nói với các bạn là cái chuỗi này nó là một cái immutable. Đấy, và thầy có nói với các bạn là immutable có nghĩa là cái đối tượng được tạo ra từ cái đất đó thì nó sẽ không thể thay đổi. Được chưa? Thì thầy nhắc lại chỗ này một chút để các bạn hiểu cho chính xác cái từ immutable. Ví dụ như thầy nói là chuỗi là immutable đó các bạn, thì thầy để cái chuỗi này là hello world. Hello thôi ha. Rồi, sau đó thầy đổi cái chữ này thành cái chữ world. Đấy, chữ world. Và khi mà thầy phát biểu đó các bạn, thầy phát biểu là chuỗi là nó là immutable, tức là đối tượng tạo ra không đổi. Và khi thầy gõ hai cái lệnh này là một số bạn nghĩ rằng nó đang bị lỗi. Đấy, một số bạn nói là cái biến này là đã để immutable không được đổi rồi, tại sao gán vậy được? Ấy thì lúc đó là các bạn đang hiểu lầm cái chữ immutable. Thì bây giờ thì nói cho các bạn rõ cái chữ immutable chỗ nào. Thì hôm bữa thầy có giải thích với các bạn ấy, là khi mà mình tạo ra một cái string như thế này nè, nó sẽ có hai cái vùng nhớ nha. Cái vùng nhớ thứ nhất là struct, vùng nhớ thứ hai là gì? Là heap. Được chưa? Và cái biến f này nè, nó sẽ được cấp phát ở trên cái bộ nhớ struct và nó có một cái giá trị là reference, một cái chuỗi bit để nó tham chiếu. Được chưa? Còn cái đối tượng thật sự này nè, ấy nó tạo trên heap các bạn. Nó tạo trên heap, được chưa? Cái mà thầy nói là immutable là chỗ này, là không được phép thay đổi đối tượng tại vùng nhớ này. Đấy là cái chỗ này nè các bạn. Còn ở đây á, khi mà các bạn làm cái lệnh này là làm gì đây? Các bạn tạo ra một cái đối tượng world mới ở trên đây. Đấy, cái đối tượng như đây nè. Rồi các bạn làm gì? Các bạn xóa tham chiếu này và đổi về đây. Đơn giản vậy thôi. Như vậy là cái lệnh số 2 này nó có làm thay đổi thằng này không các bạn? Không thay đổi. Nó chỉ thay đổi cái tham chiếu thôi. Được chưa? Do đó là các bạn nhớ dùng thầy, cái từ immutable ở đây thầy nói là thầy đang nói cái đối tượng trên bộ nhớ heap á, chứ thầy không phải đang nói cái giá trị trên cái biến reference. Được chưa? Do đó là cái không đổi là cái đối tượng ở trên này. Và rõ ràng hai cái lệnh này nó đâu có thay đổi đối tượng hay đâu hay đâu. Đúng không? Nó tạo mới mà nó đổi tham chiếu mà. Được chưa? Đấy, còn cái đối tượng này sau khi mà không còn ai mà sử dụng nữa thì cái bộ thu gom rác nó giải phóng thôi. Được chưa các bạn? Đấy, như vậy là nhớ dùm thầy là cái từ immutable là thầy đang nói một cái đối tượng trên heap nha. Thầy không có quan tâm tới cái chỗ dưới này. Chỗ dưới này nó tham chiếu, nó không thay đổi gì, nó thay đổi nha. Đấy. Rồi, như vậy là bây giờ để mà mình tạo ra một cái lớp immutable đó các bạn. Đấy, immutable thì mình cứ tuân thủ cái nguyên tắc là gì các bạn? Là làm sao không cho nó bất kỳ một cái phương thức nào nó có khả năng thay đổi giá trị thuộc tính là được. Được chưa? Mình chặn hết tất cả các thao tác thay đổi cái thuộc tính của lớp thì coi như nó sẽ trở thành immutable class. Đấy. Như vậy là mình sẽ có một số quy tắc như sau. Thứ nhất, tất cả thuộc tính phải là private cài đặt, tính gì tính. Được chưa? Cái thứ hai là mình không cung cấp bất kỳ một phương thức setter nào cho nó hết, hay là bất kỳ phương thức nào có trả ra dữ liệu của thuộc tính cũng không cung cấp luôn. Đấy, tức là mình cắt hết tất cả các setter, chỉ cung cấp getter cho nó thôi. Được chưa? Và tất cả những phương thức nào mà có trả về tham chiếu tới thuộc tính trong lớp thì cũng cắt luôn, miễn là các bạn đừng có trả bất kỳ cái gì mà liên quan tới thuộc tính trong lớp, hoặc là trả cái gì tham chiếu mà ở ngoài nó có khả năng sửa được, thì lúc đó cái lớp này trở thành cái lớp immutable. Đấy, thì thực tế sau này khi mà các bạn lập trình đấy thì các bạn sẽ gặp rất nhiều cái trường hợp mình cần phải xây dựng cái lớp immutable như thế này. Được chưa? Đấy, thì các bạn nắm dùm thầy là miễn làm sao mà tất cả thuộc tính private và chặn hết tất cả các phương thức mà cho phép nó thay đổi giá trị thuộc tính là được. Được chưa? Thầy lấy ví dụ như này. Ví dụ như ở đây là mình có một cái lớp sinh viên. À, lớp sinh viên này nó có hai thuộc tính là mã số và tên. Ở đây thì các bạn thấy là hoàn toàn thầy không cung cấp bất kỳ một cái phương thức getter nào hết, phương thức setter nào hết, nó chỉ có getter thôi.
Được chưa? Và cái phương thức khởi tạo để nó tạo đối tượng thôi. Để nó tạo xong là thầy không chịu cho sửa bất kỳ một cục nào hết là được. Được chưa? Như vậy là ở đây nó trở thành một cái lớp immutable. Đối tượng được tạo ra là sàn. Còn muốn nó tham chiếu tới đối tượng khác thì phải tạo đối tượng mới chứ không được sửa cho đối tượng đó ban đầu. Được chưa? Thì cái lớp này nó sẽ trở thành một cái immutable class. Nha, đơn giản thôi các bạn. Hãy mình chặn hết tất cả các sector của nó là được. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy nói với các bạn về cái ArrayList ha. Như vậy là cái phần này là cái phần kỹ thuật lập trình là chính thôi. Như vậy là ở đây thầy sẽ trình bày với các bạn hai cái loại danh sách để trong quá trình mà mình làm cái bài tập hay là mình xử lý cái gì đó nó sẽ được đơn giản hơn. Thì ở đây mình sẽ lấy cái bộ, trong cái bộ Collection Framework các bạn, nó có một cái bộ này ở trong Java. Cái bộ này ha, Collection Framework. Thì những cái cấu trúc dữ liệu mà các bạn đã học trong cái môn cấu trúc dữ liệu ấy, về danh sách đặt, danh sách liên kết, rồi về về cấu trúc tập hợp, rồi về bảng băm, mọi thứ là ở trong cái bộ Collection Framework này nó đã dựng lên sẵn hết trơn rồi. Được chưa? Và mình đã học bên môn cấu trúc dữ liệu, mình hiểu cái cơ chế hoạt động của nó như thế nào rồi. Và cái trách nhiệm của mình ở đây là mình chỉ lấy lên mình sử dụng thôi. Tất cả các hành vi phương thức của các cấu trúc dữ liệu các bạn học trong môn cấu trúc dữ liệu mà các bạn đã từng làm ấy, thì trong đây nó có tất cả các phương thức đó hết rồi. Đấy. Thì trong cái phạm vi của cái môn này đó, thì thầy hướng dẫn các bạn dùng hai cái thôi. Cái thứ nhất là cái ArrayList, là cái trên đây này ha, ArrayList. Cái thứ hai là cái LinkList. LinkList thì cái LinkList này đấy, các bạn hiểu nôm na cái ArrayList này nó giống như cái danh sách đặt vậy đây, danh sách đặt vậy. Còn cái thằng này nó giống như cái danh sách liên kết vậy đó các bạn. Đấy. Và hai thằng này nó đều kế thừa từ một cái lớp chung là cái lớp list. Đấy. Do đó là các bạn thấy là trong quá trình mà mình sử dụng đó các bạn, giữa cái thằng ArrayList và LinkList này nè, nó sẽ gần gần giống nhau, cái cách dùng giống nhau. Nhưng mà các bạn nhớ giùm thầy là ở dưới nó sẽ tổ chức cái dữ liệu nó khác nhau nha. Cái ArrayList ấy, nó tổ chức thành mảng, tức là gì các bạn, là cái kích thước của nó cố định. Và khi mà các phần tử của nó được tạo ra là nó liên tiếp với nhau trong bộ nhớ. Còn thằng LinkList thì các bạn học rồi, cái đặc điểm của nó là gì các bạn, các phần tử nó rời rạc với nhau trong bộ nhớ. Đấy. Và cái số lượng phần tử của nó thì không giới hạn, nó phụ thuộc vào cái bộ nhớ khả dụng trên RAM của mình thôi. Được chưa? Như vậy là trong quá trình mà các bạn sử dụng hai loại danh sách này nè, thì các bạn thấy là đa số mình sử dụng các phương thức chung ở trên đây nó cung cấp. Do đó là nhiều khi các bạn tưởng hai thằng này giống nhau, dùng thằng nào cũng được, thì cái đó không đúng. Các bạn phải hiểu là nó tổ chức ArrayList là danh sách đặt và LinkList là danh sách liên kết, thì hiển nhiên công dụng của nó sẽ khác nhau. Thì tùy vào những cái trường hợp sử dụng mà các bạn sử dụng cho phù hợp. Được chưa? Đấy, như vậy là những cái phương thức dùng chung đó các bạn, là hai thằng này các bạn sẽ thấy nó sẽ dùng giống giống nhau. Còn thằng LinkList á, thì nó sẽ có thêm một số cái phương thức. Ví dụ như trước các bạn học LinkList á, là mình có chèn đầu, chèn cuối, xóa đầu, xóa cuối này, thì LinkList nó sẽ có thêm những cái đó này. Được chưa? Còn cái thao tác thêm rồi sửa, xóa đó, thì đa số hai thằng này nó sử dụng chung của thằng LinkList trên nha. Khi mà các bạn lập trình các bạn sẽ cảm giác như nó giống hệt nhau thôi. Nhưng mà nhớ là nó tổ chức ở dưới là hai cái loại dữ liệu khác nhau nha. Và cái ưu khuyết điểm nó khác nhau. Còn ưu khuyết điểm thì các bạn đã biết ở trong cái môn cấu trúc dữ liệu rồi. Thì do đó là các bạn phải chọn trong cái trường hợp sử dụng phù hợp. Thì trong phạm vi của cái slide này đây, thì thầy hướng dẫn các bạn dùng cái ArrayList điển hình nha. Rồi tương tự như vậy các bạn tự dùng cái LinkList. Thì trong quá trình thực hành thì thầy cũng sẽ dùng cho các bạn xem. Thì bây giờ mình nói tới cái thằng ArrayList trước ha. Ở như vậy là các bạn chú ý dùng này là tất cả những cái dữ liệu trong cái nhóm Collection Framework này các bạn, nó đều thuộc cái nhóm này. Cái nhóm gọi là Generic Programming. Programming mình tạm dịch ra là gì các bạn? Là lập trình tổng quan. Tổng quan ở đây có nghĩa là gì? Khi mà các bạn lập trình một cái, viết một cái hàm á, thì các bạn gọi hàm, các bạn hay truyền cái giá trị vô, thì người ta gọi cái cơ chế đó gọi là tham số hóa về mặt giá trị của hàm. Còn lập trình về dạng tổng quan như thế này thì người ta gọi là tham số hóa về cái kiểu dữ liệu các bạn. Đấy, tham số hóa về kiểu dữ liệu. Tức là khi mà các bạn sử dụng cái ArrayList hay là bất kỳ một cái loại nào trong cái Collection Framework, các bạn phải chỉ định cho nó biết là cái kiểu dữ liệu mà nó sẽ quản lý cho mình. Được chưa? Thì ArrayList của bạn, đấy, các bạn sử dụng nó phải chỉ định cái kiểu nó quản lý. Và các bạn nhớ là nó chỉ làm việc được với những kiểu dữ liệu tham chiếu thôi. Đấy, kiểu dữ liệu cơ bản là nó không làm việc được. Do đó là khi mà các bạn khai báo á, thì các bạn khai báo như thế này nè, ArrayList ha. Rồi các bạn chỉ cho nó quản lý cái gì. Ví dụ nó quản lý giùm thầy danh sách phân số đi, thì mình khai báo như thế này. Được chưa? Thì đây là một lớp đối tượng thì hiển nhiên nó là tham chiếu rồi. Còn bây giờ giả sử thầy có nhu cầu quản lý một danh sách các số nguyên đi các bạn, thì các bạn không thể nào khai báo như vậy được. Bởi vì thằng này là kiểu cơ bản rồi. Được chưa? Và thầy có nhắc với các bạn một lần
khi mà các bạn muốn quản lý danh sách mạng số nguyên này đó thì các bạn dùng gì các bạn? Cái wrapper class của nó là cái integer này. Đấy, wrapper class thì cái này bữa thầy có giải thích cho các bạn đây, gọi là wrapper class nha. Được chưa? Đấy, như vậy là đó là cái chỗ mà các bạn chú ý khi sử dụng mấy cái lớp trong collection framework. Đây, nó chỉ vừa làm việc với kiểu dữ liệu tham chiếu thôi nha. Nhớ cái chỗ này. Rồi đây là khai báo. Ví dụ như ở đây thầy quản lý một danh sách các số nguyên nè. Rồi thầy quản lý danh sách phân số nè. Được chưa? Còn cái nêu bên đây là giống nhau. Đấy. Nếu mà các bạn đọc ở một số tài liệu internet, các bạn sẽ thấy là cái chỗ này nó có kèm thêm cái dữ liệu nữa. Nó integer thì chỗ này integer lại. Được chưa? Nó khai báo ấy. Thì đó là cách khai báo của những phiên bản cũ các bạn. Những phiên bản mới thì nó chỉ cần như vậy thôi. Từ phiên bản 8 về sau là nó chỉ cần vậy là xong. Được chưa? Nó chỉ chỉ định kiểu dữ liệu một lần đầu tiên ở bên đây thôi. Nha. Rồi bây giờ mình đi vô một số cái phương thức và sau đó thầy sẽ demo cho các bạn ha. Thì ở đây cái phương thức thứ nhất nè, mình khai báo xong rồi các bạn, mình muốn thêm xóa sửa dữ liệu gì rất là dễ. Với cái array list này nó giúp mình tương tác với dữ liệu dạng mảng nó dễ hơn rất là nhiều. Đấy. Mình chèn một cái phần tử vào cuối nè, hoặc là các bạn chỉ định cái vị trí cần chèn. Còn cái này là mình chèn nguyên một cái danh sách các phần tử. Đấy, ví dụ như thầy có nguyên mảng ba phần tử nè, thầy muốn chèn vô đấy, thì thầy sẽ dùng một cái phương thức tỉnh. Ở đây các bạn thấy là thầy dùng cái array. Thầy gọi cái phương thức elif các bạn. Và elif thầy gọi được á, là mục tiêu của phương thức này là để chuyển một mảng thành dạng danh sách mình bỏ vô á. Được chưa? Đấy. Và các bạn thấy là thầy dùng cái tên lớp thầy gọi tên phương thức. Thầy liệt cái lớp thầy gọi được phương thức á, chứng tỏ cái phương thức này là phương thức gì bạn? Phương thức tỉnh nha. Như vậy là nha, phương thức này là mình sẽ dùng rất là nhiều các bạn. Nó dùng để nó chuyển cái mảng này thành danh sách và nó ép nguyên cái danh sách này vào danh sách root cho mình luôn. Được chưa? Nha. Rồi. Cái thao tác tiếp theo là cái thao tác tìm kiếm. Cái thao tác này các bạn, thầy đã nói các bạn khá nhiều ở trong các cái về mảng và về chuỗi cũng như là về về danh sách rồi. Và cái này các bạn đã quen từ cái môn JavaScript thì tới cái này rồi. Và sau này các bạn học trong C# nó cũng có những phương thức này. Thì nhìn cái tên thì bây giờ các bạn đã đoán được rồi. Cái index là gì các bạn? Vị trí đầu tiên xuất hiện chữ Apple. Last index là vị trí gì? Cuối cùng. Còn content là kiểm tra nó có chứa hay không. Đấy. Thì về nguyên tắc sau này các bạn học lập trình đó, những cái nào liên quan tới danh sách, cái chuỗi đó, thì nó luôn luôn có những phương thức dạng dạng như thế này. Đấy. Thì các bạn do đó là mình nắm một lần thôi là rõ ràng các bạn thấy là đi rất nhiều chỗ, mình nhìn cái tên là mình đoán ngay ý nghĩa của nó liền nha. Rồi duyệt danh sách thì duyệt danh sách đó các bạn, thì lúc này là các bạn sẽ có một cái loại duyệt như thế này ha. Còn cái loại này đó các bạn là cái loại duyệt mà người ta gọi là cái iterator. Cái loại này là một cái mẫu design button. À, sau này các bạn mà gặp cái chữ cái iterator này nè thì nó có ở bất kỳ một ngôn ngữ nào luôn các bạn, nó đều có cái này, bởi vì đây là mẫu design button chung cho hướng đối tượng nói chung và tất cả các nền tảng công nghệ nó đều có hiện thực cái này hết. Thì do đó là trong tất cả các cái collection framework nó đều trả ra một cái phương thức iterator để nó trả ra về cái đối tượng này. Và đây là cái cơ chế mà các bạn thấy nó lúp trên từng đối tượng này, tức là cái đối tượng này nè các bạn, nó dùng cái phương thức hardness. Và cái biến này là mỗi lần nó chỉ trỏ tới một dòng dữ liệu thôi. Cái này nó giống như cần sơ với cơ sở liệu vậy đó. Và đây là cái cơ chế duyệt chung luôn đó. Mỗi lần như vậy các bạn nhảy tới một dòng mới và các bạn lấy dữ liệu ra thôi. Đấy. Và với cái cấu trúc này nó có thể duyệt trên bất kỳ một dữ liệu nào ha. Thì ở đây là cái chỗ này thầy show ra cho các bạn để các bạn thấy cái chỗ này, để sau này các bạn nhìn thấy nó không có lạ lắm nếu mà người ta sử dụng thôi. Thì cái chính mà duyệt danh sách thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái trên. Được chưa? Thì bây giờ nói xong cái sắp xếp thì là thầy demo sơ cho các bạn thấy. Rồi cái phần sắp xếp này thì hôm bữa thầy có nói với các bạn rồi ha. Mình khi mà mình sắp xếp đấy thì các bạn phải chỉ định cho nó cái cách thức để so sánh hai đối tượng. Và bữa thầy nói với các bạn là tạm chấp nhận giùm thầy cái cú pháp này. Thấy chưa? Cú pháp này là biểu thức lambda đấy. Là mục tiêu của mình là mình trả về ở đây là một số nguyên để chỉ định là O1 lớn hơn hay nhỏ hay O2, tức là chỉ cho nó cái cách thức so sánh hai đối tượng của cái danh sách này đó. Được chưa? Và trong đây nó có sẵn cái phương thức compare rồi. Và nó trả ra đúng cái số nguyên mà mình muốn luôn, thì mình cứ return về là xong. Thì chỉ cần các bạn có cái này là nó biết đường để sắp xếp. Nha. Thì bây giờ để thầy demo cho các bạn thấy trực tiếp cho nó dễ thì các bạn coi này. Bây giờ ví dụ mình có một cái array list mình quản lý số nguyên ha. Như thế này thì nhớ là nó nằm ở trong đây nha các bạn. Mình quản lý cái số nguyên này, được chưa? Thì thầy có một cái danh sách bằng new một cái array list. Đấy. Rồi các bạn muốn thêm một phần tử vào array list thì dễ lắm các bạn, gọi phương thức add ha. Và các bạn thấy nè, cái phương thức add á
nó nạp chồng cho mình hai phương thức này, thấy không? Nó đang nạp chồng nè. Cái phương thức thứ nhất là các bạn bỏ cái giá trị vô thì nó sẽ ép vào cuối. Còn cái phương thức thứ hai là các bạn chỉ định cái vị trí mà các bạn muốn chèn vô. Đấy. Bây giờ thầy chèn con số 10 18 trước đi ha. Rồi thầy chèn thêm số nữa. À, 24 đi. Rồi bây giờ thầy muốn chèn một danh sách, tức là như thế này. À, thầy dùng danh sách chấm add-on. Được chưa? Thầy chèn vô một danh sách thì nó cũng nạp chồng cho thầy hai cái. Một cái là thầy bỏ nguyên danh sách thì nó bỏ vô cuối hết. Và một cái là thầy chỉ định cái vị trí mà thầy muốn chèn. Được chưa? Bây giờ thầy bỏ cái đầu tiên này. Thì các bạn sẽ chèn nguyên danh sách thì mình dùng cái arrays. Đấy, rồi các bạn chấm elit. Được chưa? Rồi các bạn nêu ra một cái mảng các số nguyên các bạn muốn chèn, nêu integer. Đấy, thì đây là cái cơ chế mà bữa thầy hướng dẫn các bạn khởi các mảng đó các bạn. Thầy ghi gọn như trong đây luôn chứ thầy khỏi tạo biên. Đại khái như vậy. Đấy, như vậy là với lệnh này nè, cái này là thầy tạo ra khởi gán một cái mảng ba phần tử, mảng số nguyên ba phần tử, được chưa? Và thầy dùng cái lệnh ArrayList thầy ép nó thành danh sách và thầy ép vô đây luôn, nha. Như vậy là lúc này trong cái danh sách này có thể có nhiều phần tử các bạn, có 5 phần tử, được chưa? Bây giờ thầy muốn chèn một phần tử ở vị trí số 2 thì thầy làm gì? Ép ở vị trí số 2 ha. Đây đây các bạn chọn nạp chồng ở đây nè. Đấy, chọn cái này. Vị trí số 2, thầy muốn chèn phần tử 99. Đấy. Và các bạn chú ý là cái chữ index cái chữ element này là do cái idea nó thêm vô thôi nha các bạn, chứ cái này các bạn đừng quan tâm ha. Hai cái tham số nó hiện lên cho mình thấy cho rõ mã nguồn thôi, được chưa? Rồi thì đây là cái danh sách của mình nè ha. Thì cái danh sách này các bạn muốn duyệt qua các bạn lấy phần tử. Bây giờ thứ nhất mình coi coi danh sách này có nhiều phần tử rồi thì các bạn có thể tính sai, được chưa? Bây giờ thì in này ra nha, system.out.println số lượng phần tử thì các bạn cộng như thế này, được chưa? Cộng với danh sách chấm sai. Đấy. Rồi bây giờ duyệt phần tử nè, như vậy là các bạn sẽ có hai nhiều cách duyệt các bạn. Thì đây là cách ba cách duyệt truyền thống này, hai cách duyệt truyền thống trước nha, rồi sau đó thầy nói các bạn cách thứ ba. Các bạn có thể duyệt cách thứ nhất là như thế này, mình for một cái biến y chạy từ không, y nhỏ hơn danh sách chấm sai, y cộng cộng. Được chưa? Như vậy là ở đây mình dùng chỉ số để mình duyệt các bạn, giống như mình duyệt hãng vậy. Được chưa? Thì các bạn muốn lấy một cái phần tử ở vị trí thứ y ở trong cái danh sách á, thì lúc này các bạn phải dùng cái phương thức ghép này nha các bạn, chứ mình không được phép dùng cái dấu móc vuông nữa. Được chưa? Như vậy là thầy tạm xuất ra thử nha. System L.printf phần trăm d, mỗi phần tử thì các tab thầy để vô. Được chưa? Rồi sau đó xuất xong thì xuống dòng. Rồi, như vậy là đây là cách xuất số 1. Cách này các bạn đã quen rồi. Cách xuất số 2 là mình dùng cái thằng for x. For mình có số nguyên x, nó nằm bên trong cái danh sách của mình luôn. Và lúc này mình xuất ra nguyên cái thằng x luôn, như thế này đây. Đấy, như vậy là x đó các bạn là nó đại diện phần tử thứ y. Đấy, x ở đây là mình duyệt qua từng phần tử một của danh sách luôn, chứ không phải là chỉ số nữa. Được chưa? Sau khi xong thì mình xuống dòng system chấm nào chấm print lại. Rồi cái cách duyệt thứ ba mà thầy muốn các bạn dùng ấy là mình sử dụng một cái phương thức có sẵn của tất cả các cái thằng danh sách ở trong cái collection framework, là các bạn dùng cái phương thức for x như thế này. Đấy, dùng for x. Và cái cách dùng của nó đơn giản như này các bạn, x trở tới x này ra. Đấy, thì cái này nè các bạn là một cái biểu thức lambda, cái x này các bạn hình dung nó chính là cái chạy này nè, được chưa? Cái x này chính là cái này, nhưng mà bây giờ mình dùng cái dấu này và cái phần bên trái bên phải này nè chính là cái phần thân của vòng lặp ấy. Phần thân của vòng lặp và nó xuất ra. Nếu như các bạn có một lệnh thì các bạn cứ ghi như thế này, nếu như các bạn có nhiều lệnh thì các bạn sẽ có thể mở cái móc ra, được chưa? Thế như vậy là các bạn thấy là cái x này nó giống như cái lệnh này như các bạn, nhưng mà cái hiệu năng thực thi của thằng này này nó sẽ nhanh hơn thằng này nha, bởi vì là cái này nó sử dụng cái lập trình hàm và biểu thức này là biểu thức lambda. Do đó là nó sẽ tận dụng được các kiến thức phần cứng nó thực thi, do đó là cái hiệu năng của thằng cuối cùng nó sẽ nhanh hơn so với hàng trên. Hai thằng trên là hai cái thằng lập truyền thống thôi, được chưa? Và trong quá trình mà demo ấy, thì chủ yếu là thầy sẽ dùng cái lệnh này để demo cho các bạn. Chỉ tùy một số cái bài toán cần phải xử lý mấy cái này thì thầy sẽ lập bằng hai cái này. Thì đây là những cái cách thức để các bạn duyệt qua danh sách, được chưa? Đấy. Rồi bây giờ mình chạy thử cái này nha.
Rồi thì các bạn thấy là cái kết quả của nó cũng như vậy thôi, được chưa? Đấy, nhưng mà nhớ là cái hiệu năng của thằng này chắc chắn sẽ tốt hơn. Đấy. Như vậy là đây là cái cách để mà mình lặp qua các cái danh sách. Rồi bây giờ thầy nói tới sắp xếp nha. Sắp xếp. Sắp xếp thì thầy nói rồi, các bạn có phương thức sort. Và phương thức này nó có ở tất cả các cái collection framework của Java luôn. Được chưa? À, và các bạn sử dụng sort đó, thì các bạn phải có một cái comparator. Thì cái này là một cái interface. Thì bữa thầy nói với các bạn, thầy sẽ giải thích với các bạn chi tiết ở cái chương số 4. Thì bây giờ mình chỉ chấp nhận cái cú pháp này thôi. Được chưa? Mình có x1, x2. Để mà mình chỉ định cái cách thức so sánh hai cái đối tượng trong danh sách là được. Là nó sẽ tự động nó sắp xếp. Được chưa? Và nó đã chọn cho mình cái thuật toán tối ưu rồi. Và ở bên trái này nè, là cái phần thân của cái hàng đó. Và các bạn trả ra số nguyên. À, số nguyên dương thì x1 lớn x2. Số âm thì x1 nhỏ hơn x2. Và không thì nó bằng nhau. Còn các bạn dùng cái trường gì so sánh thì tùy. Như vậy là ở đây mình chỉ đơn giản là danh sách số nguyên thôi các bạn. Thì thầy với việc thầy return thì về là xong. Được chưa? Nếu x1 lớn x2 thì nó trừ nhau nó dương. Đúng không? Bởi vì này đơn giản đó. Ha. Và ở đây nếu mà các bạn có một câu lệnh thôi đó, các bạn không cần mở cái móc và các bạn không cần ghi return. Như vậy là return luôn rồi đó. Được chưa? Đấy, như vậy là sau khi xong ấy thì thầy xuất kết quả ra ha. Cái này mình cho xuống dòng đây. Đây ha, xuống dòng cái này các bạn. Rồi mình cho nó xuất ra lại. Được chưa? Mình cho xuất lại. Như vậy là lúc này nó tăng đó các bạn. Để các bạn coi đây nha. Được chưa? Lúc này nó tăng nè, thấy chưa? Rồi bây giờ các bạn muốn sắp xếp giảm thì như thầy nói rồi, đơn giản là các bạn đảo chiều lại thôi. Bữa mình cũng có thực hành sơ sơ này rồi ha. Đảo chiều nữa nè. Đấy, thì lúc này nó sẽ thực hiện cái sắp xếp giảm cho mình. Được chưa? Rồi, như vậy là đó là những cái thao tác sử dụng rất là cơ bản. Còn các bạn muốn tìm kiếm đó thì rất là đơn giản thôi. Các bạn dùng các cái phương thức gì đây? Index và last index thôi. Danh sách chấm index of, ví dụ như mình tìm 99 đi, đúng không? 99 là có ha. Rồi mình tìm last index of, mấy cái phương thức này là nó rất là quen thuộc rồi các bạn. Đấy, được chưa? Bên chuỗi nó cũng có luôn ha. Rồi như vậy là cái chỗ này, ví dụ như thầy tìm là âm 99 đi, chỗ này có, chỗ này không có nha. Đấy, thì các bạn coi này. Đấy, không là vị trí này nè, bởi vì sau đó mình sắp xếp rồi, do đó 99 nó nằm đây. Còn trừ 1 là không có. Ha. Thì mấy phương thức này thì đơn giản rồi, được chưa? Thì đây là những cái sử dụng cơ bản của ArrayList. Thì sẵn đây thì thầy muốn demo cho các bạn một số cái lệnh liên quan tới cái stream programming luôn. Bởi vì sẵn tiện mình có ArrayList mình làm luôn nha. Thì ở đây các bạn sẽ có một số cái loại stream programming, nó giúp cho mình có rất nhiều cái phương thức tiện dụng có sẵn các bạn. Thì ví dụ như bây giờ thầy muốn tìm số lớn nhất trong danh sách, đúng không? Thì các bạn làm như này. Danh sách chấm stream, thì tất cả các cái cấu trúc nó đều có stream hết. Stream tức là nó lập trình theo một cái dòng liên tiếp với nhau các bạn. À, và giống như một cái dòng nước vậy, nó cứ chấm đuôi nó làm cho đến khi xong một nhiệm vụ thì thôi. Như vậy là các bạn chấm này nè. Các bạn muốn tìm số lớn nhất, các bạn có phương thức max. Đấy, các bạn gọi cái chấm get là xong. Và trong đây các bạn cũng chỉ định cho nó cái cách thức so sánh hai phần tử ha, thì chính là này nè. Đấy, thì tự động nó sẽ tìm ra số lớn nhất cho mình các bạn. Đấy, nhờ cái stream programming này nè, các bạn cứ nối đuôi là xong. Như vậy là ở đây thầy có cái số lớn nhất. Đấy, các bạn muốn tìm số nhỏ nhất đúng không? Thì cái này là max ha, cái này là min. Thì do nó là cái dòng nước các bạn, mỗi lần các bạn muốn dùng là các bạn phải tạo stream mới, chứ không có thể nào mà để cái danh sách stream dùng biến chung được. Được chưa? Các bạn có danh sách chấm stream chấm min, các bạn cũng chỉ định cho nó cái cách thức so sánh. Được chưa? Đấy, các bạn quan vô đây. Rồi các bạn chấm get cái, thì lúc này nó sẽ trả ra cho mình cái giá trị nhỏ nhất. À, đây thì in ra cho các bạn xem trước đây. Print f max bằng phần trăm d ha, chấm phẩy, min bằng phần trăm d xuống dòng, min max. Đấy, thì cái này là dạng stream programming. Thì cuối cái chương 3 thầy lại nói cái này khá là nhiều. Thì bây giờ sẵn đây mình làm thử một vài câu lệnh thôi. Đấy, min là 99, à max là 99, min là 18. Được chưa?
Hay là bây giờ thầy muốn trong cái mảng này của thầy, các bạn, thầy muốn lấy ra những số chẵn thôi, thầy không muốn lấy số lẻ. Thì đối với cái stream branding nó làm vậy, danh sách chấm stream. Các bạn nhớ là phương thức này nó có cách trên tất cả collection rebel luôn nha, do đó là nắm cái phương thức này. Các bạn tìm mà số lớn nhất, các bạn có phương thức filter. Đấy. Và thường nếu mà các bạn tìm số chẵn đó, đơn giản các bạn lặp qua rồi các bạn ít chẵn là đưa vô danh sách là xong đúng không? Thì trong đây nó sẽ giúp cho cái lệnh gọn hơn và hiệu năng thực thi sẽ tốt hơn. Đấy, các bạn đơn giản vậy thôi. X rõ tới X modulo cho 2 bằng 0. Đấy. Thì cái filter này các bạn hình dung nó giống như cái thằng lặp ở đây vậy đó. Đấy, cái x này nè. Cái x này là đại diện cho mỗi phần tử trong danh sách. Và phần bên phải các bạn chỉ cần ghi cái điều kiện mà các bạn muốn lặp thì nguyên cái thằng này nó sẽ lấy đúng thỏa cái điều kiện này là xong. Đấy, rồi sau đó thầy nối đuôi tiếp, thầy for x thầy xuất ra các bạn. Thầy xuất ra thì lấy giống hệt như thằng này. Được chưa? Như vậy là các bạn sẽ thấy cái thằng cuối này nè, nó chỉ lấy được cho thầy cái thằng chẵn thôi chứ nó không lấy mấy số khác. Đấy. Như vậy là các bạn thấy với cái cách lập trình này nè các bạn, nó dần dần nó mất đi cái bóng dáng của cái lệnh if luôn, nó mất luôn cái bóng dáng của lệnh for luôn các bạn. Và cái xu hướng lập trình này là cái xu hướng dần nó loại đi các cú pháp if và for đấy. Đấy. Và những cú pháp if và for truyền thống thì thường chạy trên các cái kiến trúc mới, nó không có tận dụng được những cái sức mạnh của những cái hệ thống phần cứng mới. Thì đây là những cái cách lập trình functional nó làm được cái chuyện đó. Đây các bạn thấy nó lấy số chẵn không nè. Bây giờ thì các bạn bắt đầu tập làm quen từ từ như thế này. Nếu mà sau này các bạn lập trình di động với thằng Kotlin á thì các bạn lại càng thấy như thằng này quen thuộc nữa nha. Hoặc là sau này các bạn lập trình hàm với Python hay là một số cái ngôn ngữ lập trình hàm mới sau này như thằng Golang á thì mấy cái này nó càng nhiều hơn nữa và nó càng chi tiết hơn nữa. Tương tự như vậy ha, thì các bạn có thể khám phá thêm bằng cách các bạn chấm. Ở đây nó còn rất nhiều cái phương thức xử lý như thế này. Thì dài dài trong những ví dụ sau thì thầy sẽ demo thêm cho các bạn.